Ngày 29 tháng 5, tại nhà văn hóa xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Đặng Ngọc Duy có chỗ ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tối ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại nhà nghỉ Hải Vân 1, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, bị cáo Duy đang có hành vi tàng trữ trái phép 21,61 g methamphetamine và 5,474 g ketamine thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt quả tang. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bản thân là người nghiện ma túy và hành vi của bị cáo đủ cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Duy 7 năm 6 tháng tù.